Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Sức mạnh tàn hồn của Hình Thiên. Thiên Sơn Cố Thú. Đến là Hình Thiên, khí hoàng đế. Tranh thần với đế bị đứt đầu cố nối. Lấy vú làm mắt, lấy rốn làm miệng. Bất khuất lóng lời điên cuồng, một vị chiến sĩ cuồng thật sự. Cuồng chiến sĩ, thứ này quá lóng lẩy, đưa cho ai cũng đều là trái bom nổ chậm. Khái phát công năng, khái phát công năng mới cũng không ổn định. Để ta nghĩ thử xem thử có thể đem nó làm loãng ra một chút để nó trở nên dịu dàng hay không. Ơi, vừa mới đến thì đã đánh một trận mơ hồ với Hình Thiên rồi, còn được một người không quen biết giúp đỡ. Cho nên, người làm nổ đám Nhung Tông ở đây là ai vậy? Xác cũng đã bị lổ lát ra rồi, để ta xem linh hồn ở xung quanh. Mở hệ thống chiến hồn, triển khai 50%. Ở đây còn có hơn 10 linh hồn của người chết, mà trong đó nhất định là có một linh hồn trước khi chết đã bị linh hồn khác bài xích oán hận. Xem ra chính là hắn rồi. Người ở trong hệ thống không gian nói chuyện với hắn tìm hiểu tình hình đi. Hệ thống không gian. Ồ, đến nay lợi hại thật. Đáng tiếc không thể nào xuống dưới giúp đỡ cho đại đương gia. Đừng nghĩ nữa, đại tỷ đều không thể xuống. Đừng nói chi là đến lượt người. Sau này còn có cơ hội. Ủa, là hắn à? Ê, Trình Đại Nổi, ngươi cũng đã chết rồi đúng không? Đáng đời, ngươi cướp vợ của ta sẽ cướp vợ của ngươi. Sao ta có cảm giác gì đó sai sai, hình như hắn đặc biệt hận ta lắm thì phải. Cái này. Để ta quét quá khứ trước đây của hắn một chút. Thật ngại quá, bắt nhầm người rồi. Một lát sau, lần này không sai nữa đúng không? Không sai, ta đã cho hắn một chút ám thị tâm lý rồi. Đối với hắn mà nói, tất cả xung quanh đều hợp lý. Ngươi hãy từ từ nói chuyện với vị huynh đệ này đi. Tra tin tức. Tên là Lưu Phát Tài, dân thường im hơi lặng tiếng, tuổi 22, kỹ năng mê hoặc dân chúng, ngụy trang, các loại kỹ nghệ của cuộc sống, thuộc tính che giấu, mê hoặc dân chúng, từng trải. Dân thường mạo danh Trình Đại Lôi đi lang thang khắp nơi. Hello, tiểu huynh đã tỉnh rồi sao? Ở đây là ngươi nà. Trình Đại Lôi, đại đương gia của trại Cáp Mô. Ngươi quen ta sao? Còn có cách ăn mặc này của ngươi. Không giấu gì ngài, người mà tại hạ bái mục bái phục nhất ở trong cuộc đời này chính là Trình đương gia ngài. Nếu không cũng sẽ không mạo danh tên tuổi của ngài rồi. Ta cũng không ngờ là sẽ có người mạo danh ta. Ác danh của ta truyền khắp đế quốc. Hành tung một khi bị bại lộ, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn giết ta. Ngươi làm như vậy thực sự là chơi với lửa. Ơi, dưới loạn thế này, người người đều gặp nguy hiểm. Giả mạo ngài cũng sẽ chết. Không giả mạo ngài, ta ở trên đường núi sớm đã bị các loại sơn tặc, bọn cướp ngựa giết chết rồi. Nếu như không phải là mượn tên tuổi của ngài kiếm miếng ăn, e rằng ta cũng đã sớm chết đói rồi. Chứ đừng nói đến chuyện sống đến ngày hôm nay. Trình đương gia, đây là thư mà thư viện đưa cho ngài. Tại hạ đánh nhầm. Đánh nhầm đụng nhầm lấy được bức thư này. Vốn dĩ cũng muốn xem thử, nhưng lại xảy ra nhiều chuyện quá, cho nên mới làm lỡ đến ngày hôm nay. Cảm ơn. Một vị vô danh, một vị nổi tiếng khắp thiên hạ. Hai người giống như là bạn bè lâu năm, uống rượu nói chuyện, nói về chuyện quá khứ. Hai người này đều là từng năn nộ ở trong tục thế, bận rộn bôn ba. Trong khi Lưu Phát Tài đang nói chuyện, Trình Đại Lôi cũng dần dần biết nguyên nhân hậu quả của mọi chuyện. Ngọn nguồn hoàn chỉnh dần dần được hình thành, nhưng mà Trình Đại Lôi càng có hứng thú hơn. Là nguyên nhân tại sao Lưu Phát Tài lại muốn cải trang thành bản thân hắn. U Châu, thôn trang nhỏ nào đó, Nhung tộc đánh đến rồi, chạy thôi. Trên đường chạy trốn, hắn đã nghe nói truyền thuyết của Trình Đại Lôi.
một sơn tặc lại dựa vào 5.000 người giết chết 10 vạn nhung tộc xâm nhập vào U Châu. Thật hay giả vậy? Những người nhung tộc hung hãn kia, hắn lại giết được 10 vạn người luôn sao? Truyền thuyết liên quan đến hắn ở trên giang hồ còn có rất nhiều. Như vậy, như kia. Hắn là người như thế nào? Là đại tướng quân của đế quốc hay sao?